Sáng ngày 5 tháng 9, khoảng 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1,7 triệu học sinh, sinh viên. Bộ Giáo dục Đào tạo xác định chủ đề năm học 2023-2024 là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Lễ khai giảng được Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhà trường. Ngoài phần lễ, hầu hết các trường còn tổ chức thêm phần hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới. Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư đến các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cũng đến dự lễ khai giảng năm học 2023-2024.